Hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok anh em. Đây, đầu tiên tôi phải giới thiệu cho anh em trường bò mới. Đấy, anh em nhìn thấy trường bò mới không? Tất cả những con bò to đều bị thu nhỏ lại anh em ạ. Ấy. Đều bị hóa nhỏ lại không? Đấy. Đấy, bây giờ trường bò là toàn những con bò nhỏ. Anh biết tại sao giờ trường bò toàn những con bò nhỏ không? Bởi vì tôi đã xử hết tất cả các con bò to đấy anh em. Thì vừa nãy là tôi đã chơi trước một lúc rồi, tôi chơi tầm 3 phút rồi. Tôi đã cứ phải vào tôi lấy lúa cái thứ này để tôi cho nó ăn. Đấy, rồi tôi kêu hết tất cả những con bò lớn rồi tôi để lại những con bò nhỏ. Xinh vậy. À, đây, úi dồi ôi, 46 da và 55 thịt. Thì mình chỉ cần 45 da anh em nhá, là mình đủ để làm 15 quyển sách để vào cho các bạn phù phép rồi. Đó, 46 da thừa một cái rồi, quá tốt. Tôi nhảy tiếng anh em ạ. 1 2 3. Ok các em ạ, đây. Cái số à, đây lúa rồi. Ok, à đúng rồi, bây giờ cần mía mà đúng không? Bởi vì mình còn làm giấy đó các bạn đúng không? Đây. À, vừa nãy là tôi cũng đã harvest tí mía rồi đấy. Thu hoạch. Rồi. Ôi chết cha rồi. Tôi không biết là tôi đang để âm thanh ở mức bao nhiêu anh em ạ. Không biết tôi đang để âm thanh ở mức bao nhiêu ta. Để tôi thoát ra tôi check thử cái mà từ từ anh em ạ, từ từ. Đợi tôi vài phút nha, đợi tôi một phút tôi thoát ra tôi check thử cái anh em ạ. Rồi, ok anh em ạ, tôi đã chỉnh âm thanh cho nó chuẩn đúng với cái mức mà tôi hay để khi mà tôi làm video rồi anh em ạ, ok. À, như vậy thì anh em sẽ không nghe quá to và cũng không nghe quá nhỏ anh em ạ, nó vừa vừa. Ok, đó. Chúng ta đã cắt đầu bằng cho tất cả các anh mía rồi đấy, anh em nhìn không, cực kỳ bằng luôn, nó quá bằng. Ok anh em ạ, về grab sách thôi. Rồi, thoải mái. Cắt ấy nè. Chào Sương, có Sương, à đây rồi, chào em. Anh tưởng em trốn, anh tưởng em trốn đi rồi. Đó, anh em nhìn thấy cái đống thịt bò chín và cái đống thịt của tôi này nó có tăng lên này đúng không? Đó. Bởi vì tôi ấy đấy. Kêu mấy em bò đấy anh em ạ, khổ thân mấy em ấy, khổ. Ok anh em ạ, đó, bây giờ tôi sẽ grab ấy cho anh em ạ. Đầu tiên tôi cần phải grab giấy này. Ấy rồi, nhiều không? Thế không? Rồi ôi. Trong này cũng có ba cái giấy đấy. Đấy, mình lấy ra. Đấy, xong mình sẽ grab book này. Mình 43 quyển à? 43 quyển đủ chưa? Cứ mỗi 3 quyển chưa đủ đâu, phải là 45 quyển cơ. Được rồi, cứ lấy 43 quyển trước á. Cứ lấy 43 quyển trước á này. À, bây giờ chúng ta cần thêm mía. 3 cái là được. 3 cái là được một quyển. Nếu vậy thì đó. Đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái ấy anh em ạ. Bookshelf. Book 15 quyển đó. 15 cái bookshelf. Úi dồi ôi. Được rồi anh em ạ. Ta làm rồi đấy. Từ từ đó, tôi cất gỗ đó, có nhiều gỗ quá nhỉ. Đấy, cất da bò này. Mía để cất vào đây này. À, đây thì anh em có thể nhìn thấy một đống lá cây ở đây. Một đống lá cây này, đó là mấy cái lá cây ở trong làng đấy. Thì trước là tôi chặt hết cây trong làng đi ấy, thế nhưng mà nó vẫn còn một vài cái lá cây nó cứ lơ lửng ở trong làng ấy. Thì tôi mang cái kéo vào trong làng, tôi chặt hết. Tôi mang kéo vào trong làng để tôi cắt hết cái đống lá cây đi anh em ạ. Và tôi đã tạo thêm một cái thuyền nữa rồi. Vì hai con đợi này nó chiếm cái thuyền của tôi anh em ạ. Đó. Ok, đặt sách thôi anh em ạ. À đúng rồi. Đây, con quên chưa giới thiệu cho anh em nữa. Đây.
Tôi thành công để tôi biến cho anh dân này chết cho tôi quyển sách Mending ở đây anh ạ. Đây này. Nó Mending, nó 34 ngọc được Mending. Thì nói về cái giá này thì tôi đánh giá là không phải gọi là rẻ nhưng mà cũng không gọi là quá đắt anh em ạ, nên là cũng được, cũng chấp nhận được. Nào. Đó, chúng ta sẽ đấy. Một cái nữa ở đây đi. Rồi, đấy, đẹp quá anh em ạ, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Chúng ta đã xong cái bàn phù phép ở đây anh em ạ. Thế này là chúng ta có thể gọi là khảm sách khảm xương hay rồi, thế tôi tưởng xương chạy mất rồi chứ hả? Có quái xung quanh à? Thế bây giờ chúng ta có thể khảm với cái gọi là sức mạnh mạnh nhất, cao nhất rồi đấy. Để tôi làm cái lantern, tôi qua tôi treo ở đấy cho đẹp anh em ạ. Treo cho bàn phù phép, chứ bàn phù phép nó hơi tối nhỉ. Lantern cần bạc. Ok. À, đúng rồi. Xong rồi chúng ta làm được cái lantern, nhưng mà cái đèn bên trong nó không phải là màu vàng cái này đâu anh em ạ. Nhầm cái gì ấy. Cái gì ấy. Thế không hiểu là tôi vừa mới làm cái gì. Đây, cái này chứ. Xong rồi chúng ta phải làm được cái lantern mà cái đèn bên trong nó là cái đèn màu xanh dương anh em nhá. Xanh dương của địa ngục ấy, hay lắm. Thì mình phải có một cái loại đá ở trong địa ngục. Đó là cái sâu sen hay sao ấy. Đó, thì mình phải có cái cát linh hồn ấy. Đó, thì mình có thể làm được cái ấy. Đi ngủ được chưa? Chưa ngủ được à? Con quái nào mà nó cứ xung quanh. Trời ơi, thằng này. Một bộ ôi. Mày. Hai con cáo nó đã cướp cái thuyền của tôi rồi mà thằng này nó còn cướp cái thuyền còn lại của tôi nữa. Sau này tôi xây chuồng cáo anh em ạ. Tôi sẽ cho các em cáo ở với nhau. Đấy. Nhầm nhầm, đóng vào à. Ok nghe mẹ đây này. Cái lantern ở, cái lantern thì chúng ta để mình ở bên góc thì cho đẹp, đúng không? Bên góc thì bên góc. À, xịn. Ok. Khảm được đồ chưa? Xem nào. Efficiency 3. Efficiency 3 có nên lấy không? Thì efficiency là mắc là efficiency 5 anh em ạ. Tôi thấy mình để cái chuyền đây nó khá là lợi nhỉ. Lợi quá nhỉ. Quá lợi anh em ạ. Được rồi, để tôi lấy cái lapis lazuli trước à. Ngọc lưu ly đấy. À đúng rồi, tôi cần phải làm một cái nữa, đó là cái green stone, grand stone ấy. Mà muốn làm cái đấy là mình cần cái gì ấy nhỉ? Mình muốn làm cái grand stone là mình cần cái gì ấy nhỉ? Sự tôi không biết là mình cần cái gì để mình làm được cái đấy ấy, anh em ạ. À, thôi rồi, chắc là tôi phải đi mượn tạm cái anh ở trong làng, bởi vì cái anh trong làng thì anh có cái hộp nghề đấy, khổ. Chứ mà tôi không có. Cái anh này đấy, đang tránh ra cho em mượn tạm cái hộp của anh nào. Đó. Thì là cái grand, từ từ đó, tôi chạy xung quanh tôi nhìn xem có creeper không đấy anh ạ. An toàn anh em ạ, có vẻ là không có con nào hết. Ok. Ok. Tránh ra anh này. Đó. Thì nó có thể giúp mình loại khảm anh em ạ. Tôi đang rất là muốn. Đầu tiên là không 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 không, từ từ á, từ từ đã. Được rồi. Tôi chưa có nên loại cái khảm nó của cái nào vội anh em ạ. Đầu tiên là chúng ta cứ khảm cái mà tôi rất là thích anh em ạ. Một cái này nó không gọi là quá khỏe thế, nhưng mà nó là một cái mà tôi thích nhất trên cái người tôi luôn đấy anh em ạ. Đó là cái nón rùa anh em ạ. Cái nón rùa này đối với tôi là báu vật đấy ngay, bởi vì trước là tôi phải dành 2 tiếng ở xung quanh đấy mà, nên là tôi dành quá nhiều gian xung quanh đấy, nên là tôi quý cái nón rùa lắm anh em ạ. Khảm thôi. Protection 3. Protection 3 cũng được. Thì cái protection max thì là protection 4 cơ, nhưng mà 3 tôi cũng được. Enchanter á, tôi đã được achievement rồi. Thì anh em thấy cái mũ rùa nó lấp lánh đẹp không? Ui ngon quá nhờ, được cả Unbreaking 3 luôn, ngon 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 ngon. Ngon. Rồi. Rồi ôi. Đẹp không anh em? Đẹp không? Có mỗi tôi biết làm cái nón rùa rồi đấy anh em, chứ mà trước này là chưa có YouTuber nào làm cái nón rùa nhá. Đó. Quá xịn. Lấp lánh nhờ. Sáng chói anh em ạ. Ok. Được rồi, tôi sẽ phải cái quyển Mending này, quyển Mending này ép vào cái gì nhỉ?
Chứ cái nón ruồi dễ học, nhưng mà nó có cái Unbreaking Bad thì sẽ khó học hơn rồi. Nên Mending thì cứ giữ đi nhỉ. Tôi rất là muốn anh ạ, tôi rất là muốn ép nó vào cái kiếm để tôi đi loại khảm mấy kiếm đi anh em ạ. Tôi loại khảm mấy kiếm. Tôi muốn mình có một thanh kiếm thần anh em ạ. Nó giống như cái War Normal của tôi ấy, tôi muốn mình có một thanh kiếm thần. Sao đấy? Cao thế. Rồi loại khảm mấy kiếm đi. Đấy. Đấy thì nếu mà anh em mà muốn có dụng cụ kim cương ấy, mà anh em mà ngại là đi đào kim cương ấy, thì anh em cứ đi chết đồ với dân ấy đó. Sau đó thì anh em chết kiếm này, anh em chết gậy rồi, anh em chết rìu rồi, anh em chết giáp. Sau đó mà anh không thích khảm thì anh em vào trong cái Grand Zone ấy, rồi anh em loại cái khảm đi đó. Vậy là anh em sẽ có đồ kim cương. Unbreaking Bar, ok, Unbreaking Bar thì cũng tốt này. Thử xem mà tôi mong là nó được cho mình thêm được một cái gì nữa anh em ạ. Tôi mong là cho mình thêm được một cái gì nữa, chứ đừng có mỗi cái Unbreaking Bar. Cho mình thêm cái Fire Aspect ấy, hoặc là cái Sharpness 5 ấy. Rồi, anh em ạ. Mà mong là nó có cái gì tốt. Sweeping Edge cũng tốt anh em ạ. Thì là cái Sweeping Edge đấy thì nó sẽ giúp mình tăng dam ở cái đòn đầu tiên của mình ấy. Thì anh em có nhớ cái thanh kiếm của mình, cái đòn đầu thì nó sẽ chém ngang không, và nó chém nhiều đứa cùng một lúc không đó, thì là cái Sweeping Edge thì nó sẽ giúp mình tăng đam ở cái đòn đó đó, và cái quyển Mending này này đó. Ok tôi ấy tiếp nào, tôi ấy tiếp cho cái quốc này này. Fortune 2 à? Fortune 2 cũng tốt đấy anh em, Fortune 2 là cũng ok đấy. Mà từ từ đã, không được anh em ạ, chúng ta cứ lấy cái Efficiency 1 đã, Efficiency 1 đã. Thế vì là Fortune là mắc là được Fortune 3 cơ. Đó, Efficiency 1 trước, sau đó thì chúng ta lại vào chúng ta loại khảm đó. Mình vào mình loại khảm đi, sau đó thì mình lại quay lại để mình ấy. Bởi vì mình phải làm như vậy thì cái quyển sách phù phép nó mới đổi mới mấy cái phù phép cho mình anh em ạ. Đó, thì bây giờ thì cái mắc thì nó sẽ không còn là Fortune 2 nữa, mà nó sẽ bị đổi mới này. Này nó sẽ bị đổi mới này. Unbreaking 3, Unbreaking 3 tốt. Đấy luôn. Tôi mong nó một cái gì đó tốt tốt anh ạ. Một cái gì đó đi, một cái gì đó đi, một cái gì đó đi. Ui dồi. Ui dồi, ngon quá anh em ạ. Ui dồi. Rồi ôi, vui quá nhỉ. Chưa gì mới vào gua cái đã vui thế này rồi. Efficiency 4 anh em ạ. Efficiency thì là cái hiệu quả đấy. Cái mắc của nó thì là 5. Đó. Efficiency 4 là khá ngon đấy. Unbreaking 3 này, Fortune 3, cái Fortune 3 này mà dùng để đào mấy cái quặng vàng ở trong địa ngục ấy, hay là dùng để đào than ấy nhá, đào kim cương ấy, thì là bình thường là đào than thì nó rơi ra có một cục than đúng không? Nhưng mà giờ mà anh em mà đào than thì nó rơi ra tận tận chắc cả ba bốn cục than ở một chỗ luôn đấy anh em ạ. Đó, Fortune là một trong những cái khảm cực kỳ bá đạo anh em nhá, Fortune quá bá đạo. Đấy, tôi khá thành công này, có cái nón rùa này, kiếm mới này, đấy này. Nhưng mà tôi có quyển Mending à, bây giờ tôi đang muốn à, tôi đang phân vân đây anh em ạ. Ép vào kiếm hay là ép vào cái nón nhỉ? Thế nhưng mà tôi rất là yêu cái nón của tôi anh em ạ, thật là tôi rất là yêu cái nón, nên là tôi nghĩ là tôi sẽ ép nó vào cái nón. Cái nón này của tôi nó quý như vàng ấy anh em ạ. Được rồi, đầu tiên là mình muốn ép nó vào cái nón đây anh em ạ, thì mình cần phải có cái đe. Tôi làm cho anh em xem cái đe. Đe chính là cái cục tạ đấy, tôi cứ hay gọi là cái cục tạ. Nhầm à? Hình như thế này mới đúng anh em ạ. Cái đe. Anh có biết sao mà tôi lại chừa ra một vài cái chỗ ở đây không? Bởi vì tôi để cái đe đấy. Tôi để cái đe vào đâu nhỉ? Tôi để cái đe vào cạnh. Đây, bây giờ mà anh em muốn khảm vào cái kiếm. Mình khảm vào cái nón mà đúng không? Vì tôi thích cái nón, tôi khảm vào cái nón. Đó. Đưa cái nón lên này, xong đưa cái này lên này. Đưa cái quyển này lên đó, chúng ta mất hai level để khảm được cái này nó vào cái nón. Tốt không anh em ơi? Đó. Như từ từ đã, vì sao mà tôi lại đổi tên này? Nhầm 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 à, tôi nghĩ là tôi nên đổi tên cái nón đi anh em ạ. Tôi sẽ gọi là gì nhỉ? Khá là muốn đổi tên, để tôi thử nghĩ xem cái gì nào. Cas Cas đổi tên gì nhỉ? Helmet thế này à? Kêu anh em. Thôi 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 thôi.
Đây 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 đây. Turtle God. Cái này là nón của rùa thần anh em ạ. Cái này là dịch là nón của rùa thần. Đó. Ok, xin ông anh em này. Đấy, Turtle God's Helmet. Đó. Ok. Chúng mình đã ăn cướp được nón từ rùa thần đấy anh em. Đấy. Đấy, cực kỳ bá đạo anh em nhá. Ok. Đây anh em ạ, thì chúng ta cũng có thể làm được một cái khá là hay nữa với cái đa đấy. Và chúng ta có thể đổi tên cái name tag này này đó. Cái name tag này là để chúng ta đặt tên đấy, hay lắm. Đây này, tôi sẽ đặt nó vào đây, cái name tag đâu. Xong tôi đều đổi tên nó, từ từ tôi bật wiki đã. Sương. Ok, sương. À, tôi thành công có một cái name tag rồi. Bây giờ tôi sẽ ép vào con, bây giờ tôi sẽ ép vào chú cáo sương của tôi. Ý ý đây này xương á. À, thì anh em có nhìn thấy hay nó có cái dòng chữ mờ mờ nhỏ nhỏ bên trên không, xương đấy. À, em có tên rồi nhá, giờ là em đã chính thức là tên là xương rồi nhá, vui không em? Em ấy cứ ngậm cái bát suốt anh em ạ. Để tôi lấy cho em mấy cái gì tôi cho em ăn, cho em ấy ăn cà rốt đi nhỉ, thỉnh thoảng cho em ăn món mới đúng không? Nhầm 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 rồi, ăn đi mày. À, chả biết là em vứt cái bát của tôi ở đâu rồi. À, tôi kệ cái bát đi. À, ok. À, rồi. Thịt khá nhiều nhỉ, nhưng mà mình cần 19 cái là được rồi anh em ạ. Ok anh em ạ, thì đó, tôi đã hoàn thành xong được cái bàn phù phép và cũng đã khảm được đồ rồi, khá là ngon. Ok anh em, thì bây giờ ấy, bây giờ anh em biết là tôi sẽ tính làm gì không? Thì à, đây là tiếng của em cáo. Em ăn đấy, từ từ tôi vứt cho em mấy cái kiếm anh em ạ, để cho em trong nhà đúng không, vứt cho em mấy cái kiếm cho em trong nhà. Thôi thôi thôi, thôi. Kiếm quá, tôi vứt cho em cái rìu đi cho nó máu chiến anh em ạ. Cầm rìu nhé, thằng nào vào thì em bổ vào đầu nó xương nhá. Được rồi đấy, cực kỳ là máu chiến luôn. Ok anh em ạ, thì bây giờ ấy, kế hoạch tiếp theo của tôi ấy là tôi sẽ đi tìm cừu về anh em ạ. Đi tìm cừu về. À, tìm cừu về vì sao anh em biết vì sao mà tôi phải tìm cừu về không? Tìm cừu ấy là mục đích ấy là để tôi có lông cừu anh em ạ. Anh em biết là để lông cừu để làm gì không? Để tôi làm giường, tôi sẽ làm cực kỳ nhiều giường anh em ạ. Cực kỳ nhiều giường. Nói tới đây chắc là anh em cũng biết là đó là sắp tới là tôi sẽ làm gì rồi đúng không? À, anh em hiểu ý tôi rồi nhá. Đi tìm cừu về thôi, từ từ đã. Trước khi đi tìm cừu về anh em ạ, xây cái chuồng cừu trước đã chứ đúng không? Chút nữa mình tìm cừu về xong rồi mình không có cái chuồng cho mấy em ấy ở à? Rồi nào, tôi phải lấy cái này này, lấy cái này, lấy cái này, lấy cái gỗ, à, lấy cái gậy. Ok, tôi sẽ làm khá khá cái fence đã. Rồi 56 rồi, quá thừa. Để tôi mang cái dây lít đi luôn. Lít, lít. Rồi ok. Cái bát à? Cái bát thì để vào đây đi. Cái bát thì nó cũng thuộc dạng đồ ăn mà, cứ vứt vào đây đi nhỉ. Đóng cửa vào, chứ không zombie nó vào nó hỏi thăm xương đấy, khổ lắm. Đấy, quá đẹp đấy các bạn. Đồ quá đẹp, nó có mỗi cái xẻng là còn hơi phò đấy chứ còn lại đẹp quá. Ok các em, đi tìm mấy em cừu thế nào. Rồi. À, có lông cừu xong chúng ta sẽ vào trong địa ngục các anh em ạ. À, tìm Ancient Debris anh em ạ. À, rồi chúng ta sẽ gọi là có một bộ giáp cực kỳ trâu luôn. Thế này thì Creeper nổ tôi không có bị làm sao luôn anh em ạ. À, không có hề hấn sao luôn. Đâu rồi cừu, đâu rồi? Tôi à, kia rồi, kia rồi. Tôi nhớ là chỗ này có cừu mà. Thảo nguyên đẹp thế này mà không có cừu. Cừu nhỉ? Về với anh cừu nhá. Đây cừu ấy, đi đâu đấy? Đấy, xích vào luôn. Đi nào em này. Ngoan lắm, ngựa.
khi nào mà chúng ta có cái yên ngựa thì tôi cũng sẽ bắt một em ngựa hoặc là một em lừa về anh em ạ, để tôi còn cưỡi chứ đúng không? Nhưng mà mỗi tội là cái yên ngựa, mỗi tội là trong game này nó có một vài cái vật phẩm mà mình không thể tự craft được các em nhá. Nhất là cái yên ngựa này. Thứ hai là cái chuông này, là cái chuông nghe nó của trong dân làng đấy đó. Mình không phải tự craft được cái đấy đâu. Đó, có hai cái đấy thôi. Hình như là vậy, sao thì tôi cũng không nhớ lắm. Thế nên là mình muốn có mấy cái đấy thì là mình phải đi loot ấy, kiểu là mình phải đi vào mấy cái khu. Nếu mình muốn có chuông thì mình cứ vào trong làng, thì theo tôi được biết là cứ mỗi làng thì sẽ có từ một cái chuông trở lên này, gọi chung là cứ mỗi làng có ít nhất là một cái chuông. Còn muốn tìm được cái yên ngựa ấy thì phải vào được mấy cái khu như kiểu là cái kim tự tháp ở trong sa mạc ấy, hoặc là một cái đền ở trong cái khu rừng xanh, thì tôi chưa bao giờ tôi gặp cái đền đấy cả. Thì là cái đền đấy hay lắm, thì nó cạm bẫy một đấy. Ơ, vì sao mà hơi lác lác nhỉ? Ok, hết lác rồi. Đó. Hoặc là đấy thì mình cứ phải đi lút dạo anh em ạ, thì mình mới có được mấy thì mình mới có được cái yên ngựa ấy. Đôi khi trong làng nó cũng có cái yên ngựa nhá. Nhưng mà tôi không biết tại sao cái làng này của tôi nó không có. Được rồi. Lối vào ở đây à? Thì cái yên ngựa thì cái chỗ cho ấy của mình là ở đây. Đây anh em ạ, chỗ này sẽ là chỗ cho cừu của tôi. Tôi xây tạm thôi, sau này là chỗ này là sẽ trở thành một nhà kho cực kỳ bá đạo anh em nhá. Nhạc nghe ghê thế, nhạc này là nhạc ở trong end đấy anh em. Từ từ tôi đếm là 1, 2, 3. Đây thì như vậy thì đến đây là đúng rồi này, chuẩn rồi. Đây chuẩn rồi này. Để tôi lắp cái này lại tí anh em ạ. Ok. Đó, chúng ta sẽ làm cho nó giống như là cái chuồng đây. Đưa vào đây cừu ấy. Đó, xong tôi sẽ xây cái này lại, chắn lại. Đây tôi sẽ chắn ở bên trong đi cho đẹp anh em nhỉ. Đây. Đó, click chuột phải vào thả cho mấy em ra. Rồi. Ngoan đấy nhá, để anh đi mang đồ ra rồi anh xây nốt cái chuồng cho các em nhá. Khổ thân mấy em cừu. Đang ăn cỏ, đồng cỏ yên lành tự nhiên mang về nhà. Quái nào nó có vàng con này, thì hình như là trước là tôi nung tắm củ vàng này đúng không? Tôi quên mất hả? Tôi mang đớt ra để tôi ấy cho mấy em nào. Đó, mang nhiều ra. Cất cái dây lít đi này. Cất cát đi này. Gậy cất đi này. Ok. Bò lớn chưa? Ủa? Bò lớn lắm rồi các bạn. Đây bây giờ anh em nhìn này đấy. Chuồng của tôi lại đông đúc như trước. Bởi vì là các em bò đấy, các em lớn rồi đấy. Nào đi qua đây để anh cho hai em ăn nào. Đây chắc chắn là em cái anh em ạ. Đây chắc chắn là em đực, chắc chắn luôn. Tôi nhìn mặt cái em ấy nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc chắn là em cái. Còn nhìn mặt cái ông ấy hơi thô thô, chắc chắn là ông đực, chắc chắn luôn. Được rồi, tôi xây cái mái anh em ạ. Anh biết sao mà tôi phải xây mái không? Bởi vì đôi khi mình đang đứng cho bò, cho cừu ăn, tự nhiên có một bạn creeper ở đâu rơi xuống anh em ạ, là một phát là vui lắm. Thật là nếu mà gặp trường hợp như vậy là vui kinh khủng luôn anh em ạ. Đây chúng ta phải phá được một cái chỗ này để mình còn trèo vào trước đúng không? Ok, để tôi về tôi lấy cái tấm thảm anh em ạ. Đó, chúng ta cần cái tấm thảm để chúng ta có thể nhảy được vào trong cái chuồng. Đây rồi, có đúng một tấm luôn, số đẹp quá nhở. Đúng là một con số hoàn hảo anh em ạ. Rồi. Đấy, Ok. Ok. Rồi anh em ạ. Tôi sẽ cần có cái kéo để tôi có thể cắt lông cừu nữa anh em ạ. Đó. Bây giờ tôi sẽ ở trong này và tôi farm một lúc anh em ạ. Đó, tôi ở trong này tôi farm một lúc để tôi được cái lông cừu. Bây giờ thì cừu thì vẫn hơi ít nhỉ. Giờ cừu vẫn hơi ít anh em ạ.
Đời mà muốn có lông cừu luôn thì cũng hơi căng. Kéo của tôi đâu ta? Đây rồi. À, tôi có hai kéo rồi, có một đây thì cái kéo này là nãy là tôi dùng để tôi cắt lá cây đấy. À, tôi cắt lá cây ở trong làng. Ok anh em, bây giờ chắc là tôi phải đợi một lúc để tôi cắt lông cừu đây anh em ạ. Bởi vì là mấy con này nó nhỏ quá, phải đợi tí cho nó lớn lên nữa. Đây này thì ít con quá, thì nó có mỗi hai con lớn, mình cắt tí nó hết sạch lông cừu rồi đó. Bây giờ tôi phải đợi xung quanh đây để tôi cắt lông cừu, sau đó thì chúng ta có đủ rồi chúng ta mới đi vào trong địa ngục được anh em ạ nhá. Chứ mà ít lông quá. Ok anh em nhá. Anh em đợi tí nha, chắc là tầm 15 2 phút đấy. Tôi cứ ở xung quanh đây tôi cứ đợi chú có lông mới rồi tôi cắt. Chú nó ăn hết cả cỏ rồi. Ở đây may quá này, nó có cỏ ở ngoài này nó lan vào. Ok tốt rồi. Ok em nhá, khi nào mà tôi thấy là đủ lông cừu để làm dừa các thứ để đi trong Nether rồi thì chúng ta sẽ cùng đi anh em nhá. Ok. Ok anh em ạ, thì trong lúc mà tôi đang đợi mấy em cừu để mấy em mới mọc lại lông thì tôi đã nghĩ ra là chúng ta cần phải làm một cái map anh em ạ. Ta cần phải làm một cái map để định vị, biết đâu sau chúng ta đi lạc đúng không? Thì nó giống kiểu hồi trước tôi đi lạc cái mansion ấy, khổ lắm. À, giấy này. Ở đâu rồi? Giấy rồi, giấy giấy giấy. Đây may quá có mía ở đây luôn này, ngon. Đấy, chúng ta sẽ có tí giấy này. Đấy này. Sau chúng ta sẽ cần gì nhỉ? Chúng ta sẽ cần cái này để chúng ta làm cái cartography table. Đây tôi nhớ công thức vừa tôi vừa xem thế này đây. Đúng không? Đó, có cái cartography table rồi. Bây giờ mình để ở đâu nhỉ? Thôi thì hiện tại thì mình chưa có chỗ để, mình để tạm ở đây đi. Đó. Thì cái này là cái bàn chế map anh em ạ, thì cái này hay lắm. Đây này, tôi cho anh em xem thử. Bây giờ chúng ta có một cái map ấy, chúng ta cho một tờ giấy vào đây thì theo ra cái map. Nó không phải à? Không phải à? Ê, đây là Sương ơi, em vào trong Sương ơi. Vào trong này với anh. Đừng đi. Sao sao tự nhiên tên nay Sương thì lại đi, đúng rồi vào trong đi. Trời ơi, em có biết là anh đặt tên cho em là Sương rồi không? Rồi mà em đi là mất cái name tag của anh đấy. Ở nhà ngoan Sương nhá, anh cho em cái rìu rồi mà. À, chắc là xương máu chiến quá anh em ạ, chắc là tại tay cầm rìu mà chắc là muốn đi gặp đứa nào để bổ ấy. Từ từ em, từ anh cho em rìu để em canh nhà chứ không phải là để em đi gây gổ đánh nhau ấy, em hiểu không? Em hiểu không? Nói mà không nghe cái gì anh ạ. Ok, tôi không hiểu tôi làm cartography table là cái gì, trong cái đó bây giờ tôi lại phải làm cái map bình thường. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ phải làm cái định vị này á. Compass. Ok. Rồi có cái compass rồi thì mình đã làm được cái này nó bằng giấy chưa? Chưa. Chưa. Vậy thì mình phải tự làm này rồi. Map định vị các bạn. Empty map. Ok. Cất giấy đi. Cất cây đi này. Ok các bạn, đây thì bây giờ là mình đây tôi bỏ khiên ra cho anh em cầm này, tôi bỏ khiên cho anh em xem này. Đó là bây giờ là mình cầm một cái map trống rỗng không có gì đúng không? Giờ tôi sẽ đứng ở đây và tôi ấn cái map anh ạ. Mình ấn chuột phải thì nó sẽ tạo map và nó sẽ tạo ở cái map chỗ nhà mình này, tôi ấn vào cho anh xem này. Đó, anh có phải thấy cái chấm trắng trắng ở bên cuối góc bên trái kia chưa? Chính là cái thuyền của tôi đấy đúng không? Cái thuyền này và cái chòi nhỏ của tôi đấy đâu đây? Đó. Cái thuyền thì và cái chỗ khảm phép của tôi đấy, đây này, đây đúng không? Cái này chính là cái chỗ khảm phép ấy, đây này. Đấy, thì anh em nhìn ở trong map này. Đó. Tôi đang nhìn về cái hướng khảm phép ấy. Khá là hay đúng không? Giống kiểu là nó có một cái vệ tinh ở trên cái chụp ảnh xuống ấy nhỉ. Khá là giống Google Map của Việt Nam. Đó. Thì tôi chỉ muốn cho anh em xem là tôi chế map và tôi ấy thôi. Đấy, bây giờ thì tôi lại tiếp tục tôi quay ra và tôi đợi bò rồi. Ok anh em nhá, cái nào mà bò nó lại lớn lên thì tôi lại quay lại với anh em nhá. Nào, quay trở lại việc thôi. Đây, anh có phải thấy bò ở đây. Đấy. Ái chà.
con của nó lớn rồi đấy. Đấy. Xong lại cho nó ăn này. Ăn đi. Sinh con đi. Ok. Ok các bạn. Đấy bây giờ tôi sẽ cửa xung quanh này. Và tôi cứ đứng ở đây một lúc để cho chúng nó lớn này, chúng nó ấy thôi. Chả có gì đâu. Ok các bạn nhá. Khi nào mà xong tôi sẽ quay lại với các bạn nhá. Khi nào mà tôi thấy đủ đủ lông để mà tạo giường để mà đi tìm cái Netherite rồi tôi sẽ quay lại. Ok. Ok hello anh em. Ok anh em ạ, xong rồi đấy anh em ạ, rồi. Khá lâu rồi anh em ạ. Hơn 30 phút đấy chứ, gần 40 phút của tôi đây anh em ạ. Đấy tôi cứ đứng xung quanh thôi, anh em nhìn này. Cừu đã rất là nhiều rồi và tôi đã lấy hết lông của nó rồi anh em ạ. Đấy, chặt hết lông của nó đi rồi. Đấy, đây tổng cộng số lông mà tôi có được đây. Đó, 62 và 64. Cũng khá ở đây đúng không? Tôi đã chuẩn bị khá đồ để chúng ta đi vào trong địa ngục ở đây các bạn. Đấy cái map này. Đấy, cái map của chúng ta. Đó. Ok anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trong địa ngục thôi anh em ạ. Thì sau khi đợi khá lâu xong rồi tôi cũng đã hơi mệt rồi. Thì tôi cũng hơi muốn nghỉ nhưng mà ôi. Tôi nhìn thấy nó có cái gì di chuyển ở đây sẽ. Hình như là Creeper. À đúng rồi chuẩn rồi. Con này mày láo. Mày này. Hai phát chết. Đó, bởi vì là cung của tôi có cái power 3 mà. Sức mạnh 3. Tôi được anh Long anh ấy tặng đấy. Đó. Đây tôi lấy nốt lông của con này. Đấy. Ok. Khá là đông đúc anh em ạ. Đông đến độ là tôi hết sạch cả lúa nhá. Tôi cho chúng ăn nhiều quá hết lúa. Anh nhìn cả lúa hết sạch rồi. Hồi vừa tôi có mang cái đống này ra để tôi nướng thịt anh em ạ. Đây thì anh em có thể nhìn thấy thịt của tôi đây. 64 và 3. Cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Ok thì trước khi mà tôi đi vào địa ngục cho tôi nhảy cái anh em ạ. 1 2 3. Ok anh em ạ, đi vào thôi. Đi vào và đi tìm cái Ancient Debris thôi anh em ạ. Ok. Dù sao thì cũng đã bảo với anh em là sẽ tìm mà đúng không? Tìm luôn. Không để buổi sau đấy anh em ạ. Đang nóng hổi đúng không? Ok. Bây giờ ấy thì tôi sẽ phải set up. Ok tôi phải chọn chỗ anh em ạ. Chọn chỗ để tìm. Đây mình đi xuống bằng cái này. Đó là cầu thang. Ôi gì đấy? Tôi làm gì nó? Hai thằng này láo này, láo nhở? Đâu rồi? Nó dám hội đồng tôi anh em ạ, dám hội đồng tôi chứ? Tôi quên mất tôi đi vào trong này mà tôi quên mất là không mang vàng vào. À? Đáng ra là tôi đi là tôi phải mang theo cái đồ vàng chứ? Chứ không mang vàng vào này là cũng thốn anh em ạ. Cổng của mình là trên kia đúng không? Đây rồi, sẽ tôi cắm cái đuốc ở đây anh em ạ, đi thôi. Chúng ta chọn chỗ đi anh em ạ. Nó lại đánh tôi nữa à? Hai phát chết ngay, rìu chúa mà. Ok anh em ạ, để tránh cái chuyện là ô. Ôi giời ơi. Ok, để tránh cái chuyện là mình đào ấy quá thì tôi đào ở đây luôn đi. Tránh cái chuyện là mình xa nhà quá đúng không? Tôi đào ở đây luôn, tôi không biết là tôi đào xuống thì tôi có bị đào xuống cái hồ dung nham không. Bởi vì anh em nhìn ở dưới này này. Dưới này nó là dung nham. Ok, để tôi đào thử các bạn, để tôi đào thử. Đấy, chúng ta sẽ đào như này. Đấy, đúng như tôi dự đoán anh em ạ. Quá nguy hiểm anh em ạ, đúng như tôi dự đoán. Vậy thì chúng ta phải tìm cái đường nào đó khác rồi. Đâu ta? Đây. Để tôi đi xuống dưới các bạn. Để tôi đi xuống bên dưới làm sao. Đầu tiên là mình chặn cái lava này lại này. Chặn cái lava thì cũng dễ thôi. Đặt đi nào. Đặt cái cục đá vào đi trời ơi. Rồi. Ok.
hình như game bị lỗi hay sao anh ạ. Anh có thể thấy là mấy cái cây ở trong này là không bị cháy bởi lava nhá. Thì anh em nhìn kìa đấy, cái lava tràn vào cái cây luôn nhưng mà không không bị sao luôn. Cây xịn anh ạ, cây này là cây xịn. Ok, bây giờ tôi không biết phải đi xuống đường nào. Không có đường đi xuống à? Không có à? Không có thôi thì nhảy xuống thôi chứ biết sao. Đó, cái nào đó thì mình sẽ đi lên, mình tìm đường mình trèo lên đó. Khi nào đó thì kệ nó đi. Thằng đánh tôi á. À đâu? Tôi tự ngã, tôi tự đau anh ạ. Ok. Đảo đây được chưa? Ủa ôi, hai con luôn à? Với cái cát linh hồn kia là mình có thể ấy được ấy. Hình như là mấy anh ấy không có đường lên rồi. Cát linh hồn kia là mình có thể làm được cái đèn lồng, nhưng mà là cái màu xanh ấy đẹp lắm. Ok, mình đảo đây anh em nhá. Đảo bừa đi đúng không? Bây giờ đồ mình khỏe rồi. Từ từ anh ạ, phải vừa đào đồ vừa để ý để còn xây đường lên nữa chứ. Quốc của tôi được cái là khá là khỏe, đào nhanh hả? Đào phải cái gravel này là phải cẩn thận anh em ạ. Bởi vì chẳng may bên dưới có lava tuột mình xuống cái là chết. Nguy hiểm lắm. Bây giờ sẽ cứ đào xuống tận đáy rồi anh em ạ. Ua khoáng này. Rồi. Đôi khi mình đào mạnh quá là nó sẽ đào mất đi một cục luôn rồi. À, phải lấp lại nha, phải lấp lại. À, tôi ấn chuột tôi phát là nó đào mất đi một cục luôn đấy, hài ghê được anh ạ. Bởi vì là quốc của tôi quá khỏe mà anh em. Phải cẩn thận anh ạ, phải cẩn thận. Phải vừa đào vừa nhìn lava, vừa đào vừa nhìn chứ không cẩn thận là có lava chảy vào đầu mình đấy. Nguy hiểm lắm. Đặt cái đuốc cái nào. Sáng sủa anh em nhỉ. Rồi. Cố gắng đào đến khi nào gặp cái đá nền đấy các bạn. Gặp cái đá nền có nghĩa là cái đấy là gần sát cái tầng 1 rồi đấy. Ok. Đôi khi quốc khỏe quá đào khó anh em ạ. Quốc yếu quá thì đào nó lâu, quốc khỏe thì đào nó nhanh quá thì cũng không ổn. Nhiều loại khó khăn anh em ạ. Đúng là con người thật rắc rối anh em ạ. Sống trên đời thật rắc rối anh em ạ. À đấy, đá nền này. Đào xung quanh tôi nhìn xem rồi tôi xác định xem là chỗ nào mới thật sự là đá nền. Đừng bảo là mình đã đào xung quanh, trước nữa mình lại gặp cái ancient debris. Nó giống như cái ấy nhá. Nó giống như trước là mình tìm kim cương nhá. Tôi gặp cái loại đá màu đen này. Wow. Bình thường là đào cái đá màu đen này là lâu lắm anh em nhá, nhưng mà sao mà nay đào nhanh thế. Ok. Có vẻ là đây này. Đây tầng 1 này. Đấy. Tôi cứ mặc định là tầng 1 đi, tầng 1 này. Đây tầng 2 này. Đây tầng 3 này. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Theo như các giáo sư trên mạng ấy thì họ dạy đó là đào ở tầng 14 anh em ạ. Đây thì nếu mà anh em nào mà xem tôi từ đầu ấy thì chắc là anh cũng đã xem qua tập 10 tập 11 thì nó của cái series Minecraft bình thường ấy đúng không ạ? Thì tầng 14 đây. Khởi đầu, mở đầu là tôi sẽ dùng bằng cái giường của tôi anh em ạ, dùng bằng cái giường của tôi luôn cho nó máu. Từ từ nhầm. Phải đặt sâu vào nữa chứ. Chứ mà đặt vậy chưa được anh em ạ. Phải đặt sâu vào. Càng sâu càng tốt đó. Xong rồi mình sẽ đào hai cục bên cạnh để thì mình trốn anh ạ, mình trốn. Đó. Ok các bạn. Đó. Đó là bom địa ngục đây anh em. Chính xác đấy là bom địa ngục ấy.
phá đi, mình dọn dẹp mấy cái lửa để xem thử xem có cái cục nào không anh ạ. Thì không biết là chơi hardcore thì tìm cái Ancient Debris đấy thì nó có, tìm cái mảnh vỡ cổ đại đấy thì nó có khó hơn, thì kiểu là cái tỷ lệ mà tìm được cái nó có khó hơn là bình thường không thì tôi cũng không biết, tôi cũng không rõ. Ok anh em ạ, thì anh em có thể chết cha, tôi tính nói cái gì tôi quên mất rồi. Đâu rồi, tôi grab giường trước anh em ạ. Ok anh ạ, đây là, chúng ta sẽ gọi cái này là cái base của chúng ta anh em nhé. Hả, cái base. Cái base đấy, tôi tính toán là kỹ cho tôi mặc cả rương xuống cái này. Có thằng nào ở đây không? Không có à? Ok. Được rồi, tôi sẽ grab chút giường không nào. Hiện tại thì cứ grab tầm 3 cái trước đi nhở. Chốc xong rồi lại ra grab thêm. Cất một vài cái đồ không cần thiết đi anh em ạ. Tiên là cứ cất đi đã. Cất cái này này. Đá này. Map này không cần đâu này. Cung cung với các thứ chắc cũng không cần đâu nhở. Cái gravel này, đấy thì mình cũng cần cái này để chốc nhớ cái gravel rồi tàu mình đúng không? Ok. Rồi đấy, đi tiếp thôi anh ạ. Thì là anh em có, à đúng rồi, tôi nhớ rồi, thì anh có phải để ý đó là tôi không có thuốc kháng lửa đúng không? Bởi vì là tôi không có cái blaze rod ở trong cái forest. Đó. Hơi khó khăn một cái là như thế. Thế nên là nó phải thế này. Ui. Chặn 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 nó lại anh ạ. Đó. Cái hướng đấy nó bị lava rồi, thôi tha cho nó đi, thì nó bị lava vào. Đào hướng khác. Đây các bạn, hướng này đi. Tôi không có thuốc kháng lửa nên tôi phải cực kỳ cẩn thận anh em ạ. Cho nổ xong cái rồi phải lùi lại anh ạ, chứ không thì lava trên nó chảy xuống và mình cái tham mình chạy vào thì khả năng mình chết cao lắm. À, có cái cục đấy không? Chưa có nhỉ? Hey. Theo tôi được biết thì là cái khả năng mà nó rơi ra cái cục đấy, khả năng tìm thấy cái cục đấy thì nó khó hơn tìm kim cương anh em nhá. Thế nhưng mà được cái đó là nó dễ hơn một chuyện, đó là mình có thể dùng giường để mình cho nổ ấy, nó khá là dễ. Mình dùng giường để mình tìm ấy thì cái đó thì nó là cái điểm dễ. Ok, tôi đặt cái đấy vào nào. Giường. Có không? Chưa có anh ạ, vẫn chưa có, vẫn chưa có. Ái chả, trốn kỹ nhỉ. Trốn khá kỹ. Trốn. Dọn hết lửa đây anh ạ, thì bởi vì là cái mắt tôi nó mù lắm. Tôi sợ là có thế nhưng mà tôi không nhìn ra ấy. À, đây này, đây này. Không không không. Ý tôi là tôi gặp vàng đây này. Bây tôi sẽ dùng cái cuốc này nó có cái Fortune 3, tôi đào vàng cho anh em xem này. Đấy, ai. Tôi đào hết cái đống này rồi thì tôi nhặt tổng thể để cho anh em xem là tôi đào tổng thể được được bao nhiêu này. Này, tôi nhặt hết lại cho anh em xem này. Anh em, sao có mỗi, đó thì tôi đào có mỗi 3 4 cái mà tôi được tận tận 41 cái cục vàng nhỏ nhỏ đó, bởi vì là mình có cái Fortune 3 đấy. À. Ô, mà được cái là mình thì là mình đi tìm cái Ancient Debris này nó cũng tiện anh em, bởi vì là nó có mấy cái lửa xung quanh nó cháy cháy này. Đó, thì nó sẽ cho mình ánh sáng đúng không? Thì mình sẽ đỡ cần phải mình sẽ không cần phải cắm đuốc. What the hell? What the hell? Tôi đào, ôi trời ơi, what the. Tôi đào thẳng một phát tôi gặp cái cục tôi gặp cái cục cục mảnh vỡ này. Ôi trời ơi, ok. Đây nhá, thì kinh nghiệm nhá anh em nhá, sau khi mình gặp mảnh vỡ thì mình phải đào xung quanh, mình đào đi lên bên trên. Đó thì mình xem xung quanh là có lava không. Đó, và số tôi gọi là vừa may mắn nhưng mà vừa xui như chó anh ạ, đó là chúng ta đào một phát chúng ta chỉ gặp được có đúng một cục. Một cục thôi. Chúng ta đã có được một cục hidden in the depth. Đó. Có một cục anh em ạ, đúng một cục. Nè. Vừa may nhưng cũng vừa xui. Nhưng mà không sao, được một cục là ngon rồi anh ạ. Chúng mình được 4 cục là chúng mình được chúng mình được 4 cục là chúng mình có được một cái giáp ấy. Nào 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 nào. Bùm.
Có không? Không có à? Wow, có lava chảy đây kìa. Cũng may là cái này là lava nhỏ anh em ạ. Ui, tôi không hiểu là tôi nhảy kiểu gì mà suýt tí nữa thì tôi lao xuống dưới lava anh em ạ. Ôi, chắc là chơi chắc thể vì là tôi đã chơi được tao chắc tầm 2 tiếng rồi mà. Nên là tay chân cũng bắt đầu có vẻ mệt mệt rồi đấy, khổ. Rồi các bạn, đã ua. Cẩn thận nào. Máu mình mất ít đấy, nhưng mà giáp mình hỏng nhanh anh em ạ. Đấy thì chỗ trước kia có lava anh em ạ, nên là chúng ta sẽ đi ngang qua bên này đi. Ok, à mà hết giường rồi nhỉ. Đây, tôi craft thêm 3 cái nữa. Thì nói chung là chúng ta cứ craft tầm 3 cái một lần anh em ạ. À, craft tầm 3 cái một lần. Cho 4 cái đi. Đây. Đào cái này đi rồi. Ok, đào, đào. Cầu mong là có, cầu mong là có nào. Núp, núp, núp. Bùm, úi dồi. À, có không? Hiếm nhở? Từ nãy giờ được có một cục à? Hiếm nhở? Khá là hiếm. Đúng là mảnh vỡ cổ đại anh em ạ. Quá hiếm anh em ạ, từ thời cổ đại mà, đúng không? Vật chất mạnh mẽ hơn cả kim cương đấy anh em. Đấy. Cứng rắn hơn cả kim cương. Ok. Rồi. Để tôi thử không nào. Vận may hôm nay của tôi có vẻ là có nhưng không nhiều anh em nhỉ. Thì nãy thì cũng đào được một cục đấy à. Có không? Chưa thấy anh em ạ, chưa thấy. Cố lên nào. Sẽ được anh em ạ, sẽ được, sẽ thấy thôi. Một phát nữa anh em ạ, một phát nữa. Một phát nữa nào. Giường đâu? Lên giường này. Rồi. Giường đã vào vị trí. Thế nhưng mà sao mà cái giường này tôi thấy nó gần gần sao thế? Xa xa ra anh ạ, chứ không nguy hiểm lắm. Chứ không nó nổ rồi mình cũng đi bụi đấy. Nguy hiểm lắm. Đó, rồi. Ok. Ua, nổ một phát xuống cái nền đá đen luôn anh ạ. Tôi nhận ra là có vẻ là cái đá đen này là cái giường nó không có nổ được này. Hay vậy. Cái đá đen này nếu mà anh em nào mà xem cái series sinh tồn trong địa ngục của tôi thì anh em sẽ biết đấy. Tức là đá đen này chính là loại đá ở trong địa ngục ấy. Đó. Thì chúng ta đào cái đá này thì chúng ta có thể làm được cuốc đá, rìu đá và kiếm đá ấy. Khá là hay. Từ từ tôi uống nước cái đã anh em ạ, từ lúc làm video đến giờ tôi chưa uống cái nào. Ok rồi. Ok rồi anh em ạ. Hiếm nhỉ. Chưa tìm được thêm cục nữa. Sẽ được thôi, chung là mình có nhiều lông cừu lắm anh em ạ này. Ui, thế mình chỉ còn có mỗi 2 cái hả? À đây 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 có. Mình còn nhiều lắm. Còn tận 45 và 64 cơ, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Có gì không? Có gì không? Có vàng thôi. Mà vàng cũng quan trọng đây anh ạ. Chúng ta cứ nên đào vàng em. Bởi vì sau này khi mình cần thuốc kháng lửa ấy. Ô, quái nào mà một phát nó xuống đá đền luôn rồi hả? Có vẻ từ nãy giờ là tôi cứ đang đi xuống em ạ. Chắc là giờ là tôi phải đi lên anh ạ. Phải đi lên để mình còn gặp được cái tầng 11 chứ. Chứ không thì mình phải cho nổ ở tầng 14 đấy anh em ạ. Thì nó mới có nhiều. Từ nãy giờ là tôi cứ bị đi xuống nên là chắc là bởi vậy nên là nó hơi khó tìm nhỉ. Rồi, đào cái này à.
Quá nhiều anh ạ, quá nhiều vàng đào nhanh nhở. Giá mà cái series sinh tồn trong địa ngục mà tôi cũng có cái cuốc như vậy tôi đào. Thích. Cái mình cũng đã đào lên tí này. Đào lên một chút này. Đào lên này, sợ nhất là lava rồi anh ạ. Sợ nhất là gặp lava rồi. Nói chung là trong địa ngục tôi chả sợ cái quái gì ấy, tôi sợ mỗi lava. Ở đâu vậy, cái đuốc của tôi đâu rồi? Đi vào trong địa ngục nhưng vẫn mang theo cái nón rùa anh em ạ. Nếu mà cứ cho ở đây tầng 1 thì tầng 1 này, tầng 2 này, tầng 3 này, tầng 4 này. Tầng 4 này là tầng 5 này, 6 này, 7 8 9 10. Cái này tầng 10 à? Đây tầng 10 này. 11 này. Đây 11 này, 12 này. 13 đây này, 14 tầm này này. 14 tầng này anh ạ. Đây, tầm này này. Đấy, đấy lava đấy. Đúng như những gì tôi nghĩ luôn anh ơi. Tôi có lava để đào cái hướng khác vậy anh em ạ. Hơi tối đúng không? Đó, sáng gì anh em ơi, sáng chưa? Đây anh em ơi, đây đi. Quái nào mà gặp cái gravel này. Không biết giường có nổi được gravel không ta anh em. 4 cái các bạn, 4 cái giường. Ok. Để tôi thử xem giường có nổi được gravel không. Núp vào đây. Có gì không? Không có một cái quái gì anh ạ. Có lava chảy xuống thôi. Chảy xuống xong ấy hết rồi. Để tôi lấp cái lava lại anh ạ. Thì là cái lava nhỏ thì mình lấp được anh ạ. Chứ còn cái lava lớn thì khó lấp lắm. Đó, đây là bây giờ máy muốn lấp này. Đó, lấp này. Đó. Đó. Xong. Đó. Đó là nhanh đúng không? Vẫn không có nhìn thấy cái Ancient Debris ở trong này anh ạ. Chưa thấy đâu. Khá là khó anh em ạ. Hình như là hardcore thì cái tỷ lệ mà rơi ra cái Ancient Debris thì cũng giảm đi sao ấy. Khá khó. Tiếp anh em ạ, tiếp. Để tôi đào thêm một tầng nữa lên anh ạ. Tôi đào thêm một tầng nữa lên rồi. Tầng này đi đó. Tôi có linh cảm là mình sẽ sớm tìm được thôi. Chắc là 1-2 cái giường nữa nổ là mình sẽ tìm được thôi. Chứ mình dù sao cũng đã có một cục rồi mà. Thêm 3 cục nữa thì mình đã ấy được một đồ rồi. Nào. Ủa ôi. Một phát rồi một đống lava chảy xuống cái này anh em ạ. Có vẻ đường này là mình bị no hope rồi anh em ạ. Bởi vì là nhiều lava quá. Này là không có chặn được hết rồi anh em ạ. Quá nhiều anh em ạ. Mình phải chuyển đường khác rồi anh ạ. Đây mình đi đường này đi. Nó có đá chặn như vậy thì mình cũng không cho nổ đá anh ạ. Như vậy thì tôi đào qua cái đống đá này đi. Cái giường nó không nổ được cái đá đen anh ạ, khổ. Đó, đào cái đống đá. Đây đi. Tôi có linh cảm là mình sắp tìm ở nó ở đây. Tôi có linh cảm thế anh em ạ. Hãy tin vào linh cảm của tôi anh em ạ. Cái đá magma này. Magma block này. Cháy thốn nhở, cháy đau quá nhở. Anh em có thể nhìn thấy cái giáp của tôi nó bắt đầu tiến bị hỏng rồi này đấy. Thì cái giáp này nó bắt đầu tiến nó có mấy cái màu đen đen ở cuối rồi này đấy. Nó bắt đầu nó bị hỏng rồi đấy, khổ. Khổ thân cái giáp của tôi. Bởi vì là mình bị cháy đấy. Khi mình bị cháy như vậy cho nên là nó ảnh hưởng tới cái giáp của mình ấy. Tôi đi chặn cái kia lại nào. Khá là nhiều cái cục đá trong địa ngục anh ạ, khá là nhiều hả? Đây, chặn cái này thì dễ anh ạ, thì vì là tôi trông thấy nó có mỗi một cái này chặn có vẻ dễ đây. Đấy, xong rồi đấy. Tiện đúng không? Ôi, từ từ nào, cẩn thận nào. Đó, dễ đúng không? Đó,
Đợi tí cho hết đìa được, cho cạn đìa rồi anh ạ. Nắp đi rồi, ok. Cạn chưa? Để nhìn thử xem cho này có không. Mà từ từ, nó trong lúc mà mình nhìn thì mình đào luôn một cái đi nhỉ. Tôi có linh cảm là cái lần này hoặc là cái lần tiếp theo mà mình cho nổ thì mình sẽ tìm được rồi anh ạ. Tôi có linh cảm thế. Nào, cầu mong nào. Có gì không? Chưa thấy gì, anh em vẫn chưa thấy gì. Linh cảm của tôi sẽ đúng mà. Cái cố lên nào. Chặn cái đống lava lại đi nào. Sao nó chảy nhiều này. Hiện ra một cục ấy đi nào, hiện không. Không có cục cục nào dưới này anh ạ. Tôi cứ nghĩ là bên dưới này nó sẽ có một cục, nhưng mà không có một cục nào. Để chặn cho này lại. Chặn nó lại em ơi. Rồi. Quá nhiều lava anh em ạ. Hết chưa? Hiện ra một cục đi, có cục nào không? Không có cục nào. Ok, không sao anh em ạ. Tìm khá khó anh ạ, tìm khá khó. Đây, tiếp anh ạ, tiếp. Ơ? Cái craft table của tôi lỡ để ở ngoài kia mất rồi đúng không? Kệ đi, làm cái mới luôn. Nhằm giàu mà. Giàu anh em ạ. 4 cái thôi. Sắp hết chỗ để đồ rồi. Đấy. Đào đi chứ không chốc mình lại quên đấy các bạn. Khổ. Đấy. Đây các bạn này. Phát để tôi chắc chắn về game 100% là có. Chắc chắn về game 100%. Một cục ra. Chắc chắn là có. Chắc chắn là có. Chắc chắn là xung quanh đây có anh ạ. Có cái gì không? Ơ, cái gì đây? À. À hu hu, không có quái gì anh em ơi. Ui ui ui. Trời ơi. Tôi lỡ dẫm lên cái lava rồi, thốn chưa? Này là tốn giáp lắm này. Ơ, ở đây là thịt bò tôi rồi. Thế tôi tưởng là tôi lỡ với thịt bò ra ngoài chứ. À. Ủa tốn giáp, ui thương mấy em giáp khổ. Hiện ra một cục đi. Nó hiện ra một cục vàng anh em ạ. Đấy. Đấy, ít ra là chúng ta cũng đào vàng em nhỉ. Ok. Ơ, phun đồ. Phun đồ thì sao nhỉ? Đồ thế vậy thì để tôi vứt tí đồ ra ngoài đây. Mấy cái netherrack này vứt hết đi. Không cần đâu. Đá này cũng vứt đi này. Cái netherquad này cũng không cần đâu này. Mình chỉ cần giữ lại một cục thôi. Đây này, thế còn cái đống vàng này. Thế còn cái đống vàng này thì chúng ta sẽ craft thành cái vàng thỏi đi. Thì nó sẽ ấy này. À, craft hết thành vàng thỏi đó. Mà sau khi craft thành vàng thỏi thì mình sẽ craft thành cái block vàng luôn đó. Cực kỳ tiết kiệm vị trí luôn anh ạ. Cực kỳ tiết kiệm chỗ luôn đó. Phát này chắc chắn được anh em ạ. Phát này chắc chắn là được. Boom. Có cái gì không? Hiếm thật anh ạ. Tôi không hiểu sao nó hiếm ấy ta. Hay là tôi đang đào nó không đúng cái tầng của nó ta. Hiếm nhỉ. Hiếm quá anh em ơi. Quá hiếm. Rồi, chặn thành công này. Hiện ra một cục đi, hiện ra. Ui cái này. Tôi đùa anh em chứ làm quá thì có. Không có anh em ơi. Au.
Không thấy, không thấy một cục nào hết. Cái game Minecraft khốn kiếp. Chi? Có cục nào không? Không có nhá. Không có. Chả thấy một cục nào. Ồ, gì đấy? Cái này là hang động ở dưới à? What the? Hóa ra là trong địa ngục nó cũng có hang động ở dưới lòng đất đấy ạ. Đây này. Đây này, á à, hay không? Để tôi xuống thử nhá. Ố, cái này là đâu? Có vẻ hang động quái đâu, cái này là chỗ mà mình từng đi qua mà. Ờ à. Bây tôi còn chả biết cái tầng, cái này tầng bao nhiêu luôn đấy thật. Thế cái chỗ vừa nãy của mình đâu nhỉ? Chỗ này tầng bao nhiêu anh em nhỉ? Khổ. Tôi thật là tôi muốn ấn cái nút F3 để tôi xem tọa độ, tôi xem vị trí xem mình tầng bao nhiêu quá anh em ạ. Nhưng mà như vậy đây là gì đây? Thế nhưng mà như vậy là nó không hay cả. Thật sự là tôi sự là khi mà tôi làm như vậy tôi sẽ cảm thấy game nó mất hay đi ấy. Tôi không thích lắm. Nè thôi anh em ạ, không đi tiếp anh em ạ, chúng ta phải tin vào cái vị của chúng ta anh em ạ. Boom. Gì đây? Đâu thế? Có không? Không có. Sẽ được anh em ạ, sẽ được. Khó nhỉ? Để tôi đào. Ô cái gì đấy. À, đá gravel rồi. Để tôi đào sâu xuống nữa để xác định lại xem là tầng nào tiến về tầng 1. Biết đâu nó phải là nó có thể là mình xác định sai thật anh em ạ. Dù là mình có sai nhưng mình sẽ không dùng cái tọa độ của game đã cho để mình chơi bẩn anh ạ. Không nên. Tầng 1 ở dưới kia, tầng 2 này, tầng 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đây, tầng 14 thì nó ở thiếu thấp hơn một tí anh ạ. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ làm được anh em ạ, sẽ làm được. Nào. Còn khá là nhiều giường anh em ạ. Khá nhiều lông cừu. Tôi sẽ cho nổ thêm 3 phân nữa anh ạ. Và nếu mà 3 phân nữa mà vẫn chưa tìm được cái Ancient Debris thì là chúng ta sẽ tạm dừng và sang buổi sau chúng ta cùng tiếp tục. Đó. Còn nếu mà 3 phân nữa mà tìm được luôn rồi ấy thì nếu 3 phân nữa mà tìm được ấy thì tôi sẽ tiếp tục. Đó. Một phát rồi đúng không? Nào. Chắc chắn là bây giờ là có nhiều anh em bật xem thời lượng của video còn nhiều không ấy. Chắc chắn luôn. Nào, xem nào. Để xem thử vận may của tôi thế nào. Vì sao mà cái chỗ này nó có nhiều lava này. Chỗ này hình như nó là một cái hồ lava luôn anh em ạ. Tôi thấy như vậy nè, lava mãi nó vẫn chưa có hết đi này. Khá là nhiều. Tôi chỉ muốn nhìn thử xem bên dưới này nó có cái Ancient Debris không thôi. Nhưng mà có vẻ là không có rồi, gravel thôi anh ạ. Vướng lava nhỉ, nếu vậy thì chúng mình sẽ ấy bên này. Nào, cái giường đâu? Ok, có gì không? Có lava thôi. tôi phải chặn lava lại cái anh ạ. Đấy. Ơi, cẩn thận. Ok. Ui, thôi đừng có chảy ra nữa nào.
Tôi không hiểu sao mà tôi càng chặn thì nó càng chảy nhiều ra ấy các bạn. Cái quái gì kìa? Cái rương kìa. Đừng bảo là chúng mình lại quay lại cái chỗ vị trí đó ban đầu của mình nhá. What the hell? Anh em ơi, tôi không hiểu tôi đi đứng kiểu gì mà tôi lại quay lại cái chỗ mà ban nãy mình xuống. What? Ok. Vậy thì được rồi. Đào ở đây đi. Cho nổ luôn đây đi. Thế nhưng mà cho nổ xa xa chứ không thể nổ banh cái rừng của mình luôn anh ạ. Thôi anh ạ, thực ra là tôi cũng đang muốn chơi thêm. Để tôi cho nổ hết cả 4 cái giường đi. Vì hiện tại là mình có cái giường này và thêm một cái nữa ở đây mà. Ê. Rồi. Cho nổ cái xong là phải rút ra luôn anh ạ. Đấy, phải rút ra luôn chứ không thì nó cháy người mình. Có gì không? Không có à? Ôi. Rồi. Cái cuối cùng anh em nhá. Bật thời lượng video lên xem đi anh em nhá. Xem còn dài không nhá. Thực ra tôi cũng tò mò về tôi không biết là bây giờ là có ra không. Cầu trời cầu Phật, cầu trời cầu Phật, cầu trời cầu Phật. Boom. Có vẻ thời lượng video ngắn này anh ạ. Có vẻ thời lượng video tới đây kết thúc của anh em nhỉ. Không có à? Một cục thôi. Không có luôn anh em ơi. Có luôn anh em ơi. Có vẻ là không có rồi anh em ạ. Đó, tôi đã đi phải gọi là cho nổ tỉ cái giường rồi đấy. Mình mất khá là nhiều lông cừu ở đây. Mình từ 62 chuyển xuống còn có 9 lông cừu. Đó, tốn khá là nhiều nhưng mà vẫn chưa có tìm được thêm một cục nữa. Hiện tại là mình mới chỉ có đúng một cục thôi. Khá là khó anh ạ, có vẻ là tìm cái mảnh vỡ cổ đại trong hardcore là khó đấy. Khó khăn. Đào tí nào. Ok anh em ạ, thì tôi nghĩ là hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Xong buổi sau chúng ta cùng tiếp tục đi tìm cái Ancient Debris. Cho tới khi nào mà hết lông cừu thôi thì mới về anh em nhá. Cho tới khi hết lông cừu thì mới về. Đó. Ok anh em. Bye bye anh em nhá. Yêu anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em.